Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng Imani pancha sikha bada ni sadhu kankha toa apa madena ni chakarang sammara kitap bang chư thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngụ giới nơi tam bảo. Hãy ráng vân dự hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Ama bành thơ giả con kính tri ân sư Nguyên Thông đã truyền trao quy y tam giới cho chúng con. Dạ con sau đây con xin sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Uttamange na vande hang bada pasum varuttamang Buddhe yogalito doso Buddho kamatu tang mamang Uttamange na wande hang Thamman cha duvi thang varang Thamme yogalito doso Thammo kamatu tang mamang Uttamange na wande hang Sang hằng cha du vi thổ ta mặn sang ghê vô kha ti tô đô sô sang hô kha ma tu tăng mà măng. Dạ con đọc xong rồi con xin sám hối sư. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các thế ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật đừng để lắm nhớ. Saka toa bua đa ra ta năng ô sa thân ô ta măng và răng hi tăng đê và ma nu sa năng bua tha tệ chê na sô thi na na sang tu ba đa va sa bê. Dukkha vu pasamang tu te sakka tua dam marata nang u sa thang u tamang varang parira hu pasamanang tham ma te che na so thi na na sang tu ba da va sap be pha ya vu pasamang tu te sakka tua sang karata nang u sa thang u tamang varang a hu ne yang pa hu ne yang sang kha te che na so thi na na sang tu ba da ba sa be ro ga vu pa sa man tu te. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật. Nhờ lòng tôn kính Phật Bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại, xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ quy linh của Đức Pháp. Nhờ lòng tôn kính Pháp Bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn tịnh điều phiền não, xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng. Nhờ lòng tôn kính Tăng Bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và hoan nghênh tôn trọng. Siddhamattho 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 Idang Phalang Etasmin Ratanatayasmin Sampasada Necheta. Sô cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thụ lành thay. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng của chúng con và đã từ bi đã thay mặt chư tăng thọ trì tam quy và ngũ giới. Kính cảm ơn Xích An Nhiên đã thọ trì tam quy và ngũ giới và kính cảm ơn Xích rất là nhiều ạ. Dạ sau đây con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ và sư Pháp Thanh đã vào. Dạ cảm ơn Xích, không có gì ạ. Xích hôm nay Xích lễ bái rất là tốt ạ. Lần sau sẽ tốt hơn nữa. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thammade sanaya chanagatha Brahmachalokatipati sahambati katanjali antiwarang ayaya chatha santi tasaktaparachakkhajati kadese tu thammang anukambimang bacang sakthamma peringuinayan chakayan suttan chabantham apitham machammang Ako tayanto chatusak chadandang bappo thaneye barisa yamache. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lọc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phụ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng, kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. À. Và con kính cung thỉnh bàn tay của sư. Con kính dâng mic lại cho sư ạ. À. Dạ sa thú con đã thấy bàn tay của sư ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Kính thỉnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, chào tất cả quý tôn nữ và quý phật tử. Hôm nay chúng ta học cái phần thứ tư trong cái tứ như ý túc, là thẩm như ý túc. Thì thẩm ở đây chúng ta hiểu là thẩm sát là cái trí tuệ. Trí tuệ, mà trí tuệ này trong cái sự tu tập để chúng ta thấy cái tính chất thực tánh của các pháp. Thường thường á thì chúng ta trong đời sống chúng ta nhận định đối tượng qua cái bên ngoài. Mình chỉ thấy cái bên ngoài, rồi trên cái chế định, thành ra mình còn phân biệt nam nữ, rồi sao tốt xấu, đẹp xấu, vân vân. Nhưng mà chúng ta phải nhìn sâu vô cái đối tượng, chứ không có nhìn cái tính chất cạn cợt, cái vỏ bên ngoài, cái giả lập, cái chế định ở bên ngoài. Đó. Cho nên đó, thẩm ở đây là nó xuyên qua, nó xuyên xuyên qua, nó xuyên thấu. Thí dụ như bây giờ quý
quý vị mà muốn có cái nước sạch đó, cái nước thì nó, nếu mà những cái, nó có thể nó đi xuyên qua cát sỏi than đó, những cái đó nó có thể nó thẩm thấu xuyên qua. Còn những cái tạp chất của cuồng sa, cặn cáo bụi bẩn rồi vậy đó, thì nó không có qua được. Cho nên đó là cái nước đó, thì nó có khả năng nó thẩm thấu xuyên qua những cái lớp đó, rồi nó trở thành cái nước sạch. Thì cũng vậy, cái trí tuệ của mình á, cái trí tuệ của mình á giống như cái nước đó, cái nước mình phải đi qua những cái vỏ bọc ở bên ngoài để mình thấy cái thực tướng, cái thực tánh của nó ở bên trong. Chứ còn mình đừng có nhìn cái cạn cợt ở bên ngoài đó. Thì khi mà chúng ta đã thấy xuyên thấu cái vỏ bọc bên ngoài, lột bỏ tất cả những cái chế định của đối tượng, thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy tất cả các đối tượng là gì? Chỉ là danh sắc. Rồi danh sắc này sao? Nó do nhân, do duyên, nó sanh rồi nó diệt đó. Cho nên mình thấy vậy á thì mình không có phân biệt. Ví dụ như giờ mình phân biệt này là cái khúc gỗ, này là cục đá, cái này là cục gạch nha. Nhưng mà nếu mình nhìn thực tướng của nó là gì, cái bản chất, cái thực tướng của nó là cứng. Mà tất cả những cái vật chất nào mà cứng nó thuộc về đất. Khi mình thấy vậy đó rồi á thì mình không còn cái chế định nữa. Tại vì á cái gỗ, cái cây này đó, đâu phải nó mãi mãi, một ngày nào đó rồi cũng mục đi. Cục gạch á thì bây giờ nó nguyên dạng vậy, chứ rồi người ta có ngày nào đó người ta đập bỏ rồi nó cũng trở lại cái trạng thái, cái tính chất nó là đất. Cho nên á, khi mà với cái trí tuệ mình tu tập á thì mình sẽ thấy rằng tất cả mỗi cái nào nó cứng nó là đất, mà cái nào mà nó loang quến tụ mà rỉ chảy thì nó là nước. Cái nào nó di chuyển, nó căng phồng là cái tính chất của gió, mà cái gì mà nóng lạnh nó là tính chất của lửa. Khi mà chúng ta tu tập thiền tuệ để chúng ta không có nhìn trên cái chế định mà chúng ta nhìn vào cái thực tánh của nó để mà chúng ta thấy được. Còn cái thiền định á, ví dụ như cái thiền định người ta nhìn lên cái đối tượng nó là, chẳng hạn cái người mà tu đề mục đất đi, làm cái ca sĩ ná, lấy đất rồi để một cái vòng tròn khoảng một gang tay, rồi nện cho nó thiệt cứng bằng phẳng, cạo cho nó thiệt sạch, đó rồi nhìn vô cứ niệm, niệm hoài. Thành ra đó, cái niệm của thiền định á thì nó trụ vững trên đối tượng, nhưng mà nó thấy gì? Thấy cái đối tượng là chế định. Cứ niệm đất hoài. Thành ra đó, cái đối tượng của thiền định nó là chế định, và sao nó không có thay đổi. Bữa nay niệm cái đề mục đó thì cũng cái ca sĩ ná đó, nó cũng y vậy. Mai niệm, mốt niệm, tháng này tháng kia niệm hoài, nhìn vô cái ca sĩ ná đó niệm á thì nó y hoài. Nhưng cái đối tượng của thiền tuệ thì nó khác. Bây giờ mình đi cái bước chân mình đạp xuống, mình biết nó cứng, nhưng mà cái cứng này đó nó sanh nó diệt. Một lát mình nhìn cái đối tượng khác, mình ngồi xuống dưới cái sàn nhà, mình ngồi lên cái ghế, mình ngồi lên cái ghế, mình cũng biết cái tính chất là cứng,
nhưng mà cái cứng của trong cái bước đi nó đã diệt mất rồi. À, và cái cứng của cái xúc chạm ngồi trên cái sàn nhà, ngồi trên cái ghế là khác. À, thành ra cái đối tượng, cái đối tượng của thiền tệ là nó là tính chất là chân đế, và nó luôn luôn là sanh diệt, nó thay đổi, chứ không phải như cái tính chất của các đề mục của bên thiền định. À, cho nên á, khi mà chúng ta thực hành thiền tuệ là để chúng ta thấy được cái gì, thấy xuyên thấu, thấy cái rõ ràng cái tính chất của đất. À, tất cả các cái đối tượng nào mà hả nó có cái tính cứng, nó là đất vậy thôi. À, không còn phân biệt nữa. Thành ra đó, à, ta nói rằng hồi chưa có tu á thì thấy núi là núi. À, nhưng mà khi mà tu rồi á thì thấy núi không phải là núi. À, nhưng mà tu thời gian rồi á, à, thấy núi không là núi, thấy không? Khi mà mình chưa đi tu á thì mình chưa có sự hiểu biết á thì mình thấy núi là núi, nhưng mà núi là gì? Nó là đất. Nhưng mà cái tục đế chế định gọi nó là núi. Nhưng mà sao cái núi này á, thời rồi nó cũng bị bào mòn đi. À, nó cũng bị xói mòn, nó bị lở bên này, lở bên kia. À, rồi cái núi đó, nó còn đâu có còn. À, đó, nó đang bị xói mòn, nó đang bị tiêu hoại, à, biến chuyển từng giây từng phút. Nhưng mà mình nhìn trên cái tục đế chế định á, thì thấy hồi nhỏ tôi thấy cái núi cũng vậy, chứ bây giờ tôi không thấy cái núi như vậy. Nhưng mà khi mà mình đợi cận á, mình lại gần hơn, mình nhìn á, thì mình mới thấy nó thay đổi, thấy không? Đó. Rồi khi mà mình học mình biết, à, cái tính chất của đá thì nó là cứng. À, bây giờ nó đá chứ 1-200 năm, à, 1-2000 năm sau á, thì cái đá này nó bị tiêu hoại, nó rã đi thì nó cũng trở lại thành đất. À, thành ra mình bỏ đi cái tục đế thì mình thấy nó là đất. Nhưng mà đó, bây giờ á, mình mà nói với người khác, mình nói nó là đất, người ta đâu có chấp nhận. Thành ra bây giờ á, mình biết trong tâm mình nó là đất á, nhưng mà mình khi mình nói chuyện với người ta, mà mình nói đất là người ta không chấp nhận, cho nên rồi thôi, núi, thấy không? Đó, thành ra đó, mình phải hiểu để mình vượt qua tất cả những cái bên ngoài, à, những cái che đậy bao phủ của cái tục đế. À, giống như con gà con, à, bây giờ đến ngày đến tháng rồi, à, nó đủ sức rồi, nó phá bỏ cái vỏ, à, nó dùng cái mỏ, à, nó khẽ, à, nó dùng hai cái chân, à, nó đạp, à, nó quẩy, như lấy cánh nó quẩy để cho dở cái vỏ ra, thì xong thì lúc đó nó mới thấy được cái ánh sáng, à, hít thở không khí ở bên ngoài. À, còn mà nó cứ mãi nó nằm ở trong cái vỏ đó thì sao? Thì nó thấy lúc đó nó cũng thấy, nhưng mà nó chỉ thấy lờ mờ thôi đó. Thành ra cái chúng ta phải rèn luyện, chúng ta tu tập để có cái trí tuệ, à, thẩm sát, nhìn xuyên thấu tất cả các đối tượng để mình nhìn thấy cái thực tánh của nó, để mình không còn sai lầm nha, không còn cái chấp thủ tà kiến nữa. Chính vì vô minh, à, cái vỏ bọc của vô minh nó bao bọc, cái tục đế nó che đậy, nó che án, mà mình còn phân biệt. À, chính vì còn phân biệt, à, mình cho là đẹp là xấu, cái này khác, mình mới bám vào cái đối tượng, mình mới chấp thủ vào đối tượng, mình bám níu chấp thủ và gìn giữ, à, cái đối tượng đó, không? Còn khi mà chúng ta mà vượt qua được, xé bỏ được, phá tan được cái vỏ bọc bên ngoài, à, thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái ánh sáng, rồi thấy rõ được cái đối tượng. À, thành ra đó, cái tất cả các cái pháp ấy, nó hiển hiện, à, nó hiển hiện ở thế gian này,
Nhưng mà tại vì á, mình bị vô minh, những cái vô minh mê lầm tà kiến, cho nên mình không thấy, thấy không? Đó. Tại sao mà Bồ Tát á, khi Ngài thấy những cái hiện tượng, Ngài thức tỉnh, Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, Ngài đi xuất gia, còn mình hàng ngày mình cũng thấy sanh già bệnh chết, nhưng mà mình không có thức tỉnh, tại vì mình cứ nhìn cản cợt ở bên ngoài không à, kể à, tại vì người đó người già họ bệnh chứ mình còn trẻ à, mình còn trẻ còn khỏe mà mình đâu có bệnh à, tại họ già họ chết chứ mình còn trẻ mình không có chết à, đó, thành ra vì cái mê lầm tà kiến này đó, mà nó che án đi mình không thấy rõ được. Mình mai mốt rồi cũng già, mai mốt rồi mình cũng chết à, nếu mà bây giờ mình không cố gắng nỗ lực tu tập đó, thì sao? Mai mốt mình cũng chết, mình bỏ lại cái thân ngũ quẩn này mình cũng chẳng đem theo được cái gì à, thành ra đó khi mà chúng ta có cái trí tuệ à, thẩm sát như vậy đó, thì chúng ta mới thức tỉnh, mới lo tu tập, đúng không? Đó, chứ còn mình nhìn ấy, trên cái chế định, cái tục đế à, rồi mình sanh ra tà kiến à, thì mình đâu có thấy được cái thực tánh của các pháp à. Cho nên á, là khi mà một cái vị hành giả đó à, tu tập thì phải có trí tuệ, rồi phải nhìn rõ đúng cái thực tánh của các đối tượng một cách rõ ràng à, nhờ đó chúng ta sẽ đạt đến những cái tệ giác à, còn nếu mà à, chúng ta mà cứ còn ôm ấp chấp thủ, chúng ta còn nhìn trên cái tục đế thì chúng ta sẽ không có vượt ra được à, giống như con gà con à, bây giờ mà nó sợ à, nó không chịu là phá vỡ cái vỏ à, thì nó nằm trong đó à, mình nằm trong đó rồi một hồi đó nó ngợp rồi nó chết hết à, cho nên á chúng ta phải cố gắng tu tập nỗ lực để vượt qua phá vỡ đi cái vỏ bọc à, nhìn xuyên các cái đối tượng, không có nhìn cạn cợt ở bên ngoài. À, ví dụ như bây giờ mình nhìn một cái bông hoa ha, trên cái tục đế gọi là bông hồng, bông cúc, bông này bông kia, mà sự thật ra nó là cái gì? Nó là từ đất, thấy không? À, bây giờ á, tại vì mình nhìn trên cái tục đế mình mới thích à, tôi thích hoa hồng chứ tôi không thích hoa cúc à, tôi thích à, hoa này hoa khác, tại vì mình nhìn trên cái chế định của nó. Nhưng mà sao bữa hai bữa à, đẹp đẽ màu sắc của nó quyến rũ một bữa hai bữa xong rồi á là sao, nó cũng lụi tàn rồi, nó cũng tan rã, nó cũng trở thành đất à, cho nên á khi mà chúng ta nhìn vào cái thực tính của nó thì không có gì là đẹp đẽ đó, không có gì mà đáng để chấp thủ, để dính mắt, để quyến luyến à, thì như vậy đó thì chúng ta sẽ vượt ra được à, mà cái thẩm sát này mỗi người phải nỗ lực tu tập à, có những cái pháp mà để tạo được cái trí tuệ này à, chúng ta phải có cái sự chú ý, chú tâm lắng nghe à, chú tâm lắng nghe, rồi sao phải ghi nhớ những cái điều mình nghe đó, nhờ có cái sự chú tâm, có cái sự ghi nhớ à, thì chúng ta mới nhớ những cái điều mình học à, lần hồi á mình mới phát sanh trí tuệ, rồi sao, rồi mình phải siêng năng à, học không phải học một ngày một buổi, mà chúng ta phải học nhiều đời, nhiều ngày à, cái pháp ở thế xung quanh chúng ta đó,
nó là một cái cuốn sách mà chúng ta học hoài, chúng ta học hoài không có thấy cái trang cuối cùng. Cho nên á, là hồi đó ngài hòa thượng ngài nói một câu, thật sự ra đó, pháp không có ở đâu xa hết, pháp ở xung quanh chúng ta. Nhưng mà pháp bảo đang dạy cho chúng ta những bài học, nhưng mà tại vì chúng ta không có chú tâm, không có tìm hiểu, không có muốn học, cho nên á, là chúng ta không có thấy. Chừng nào mà chúng ta có sự chú tâm tìm hiểu, lắng nghe thì chúng ta mới thấy được. Rồi nếu mà cái pháp bảo nó hiển hiện nhưng mà mình không học, mình không tìm hiểu, mình không biết, mình không có thấy được, không có nhận thức được sao, thì mình phải học nữa. Học nữa, cho nên á là có nhiều khi chúng ta học hoài mà chúng ta không có sự tiến bộ. Tại sao? Tại vì mình thiếu cái sự chú tâm, cái sự ghi nhớ. Cái tuổi còn trẻ đó thì cái trí tuệ nó còn sáng, bởi vì nó chưa có bị những cái ô nhiễm, cho nên trí tuệ nó còn sáng thì học là nó còn nhanh nhạy. Mà khi mà cái tuổi mà già rồi đó thì sao? Lúc đó là chậm nhớ mà mau quên. Bị sao? Bị gì? Cái phiền não nó bủa vây. Giống như cái trang giấy gì đó, cái quyển tập mà cái trang giấy mà nó còn mới thì mình viết vô là nó ăn dưới giấy liền. Còn mà cái giấy mà nó đã cũ rồi, nó đã viết nó nhiều lớp rồi, bây giờ mà muốn viết lên cho nó ăn á thì sao? Phải tẩy xóa. Phải tẩy xóa rồi viết lên mà nó còn không ăn nữa, phải viết đi viết lại, lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó mới vô. Cho nên cái sự học của mình, mà cái người mà lớn tuổi á, là phải sao? Phải có cái sự siêng năng, siêng năng trong cái vấn đề mà học tập của mình. Rồi mình phải khi nào mà mình học có những cái điều nào mà mình còn hoài nghi, mình chưa có hiểu biết thì sao? Mình phải hỏi. Mình phải hỏi rồi mình phải suy tư để mình thấu đáo được những cái vấn đề đó, mình không còn thắc mắc, không còn hoài nghi nữa. Rồi mình thường xuyên mình học lặp đi lặp lại nhiều lần. Các cái pháp không phải như mình xem một cái kia cuốn tiểu thuyết hay là cuốn truyện bình thường. Chúng ta học pháp, chúng ta nghe pháp, cần phải nghe lặp đi lặp lại nhiều lần. Cứ mỗi lần mỗi lần mình đọc, mỗi lần mình hiểu, tìm hiểu, nó sẽ sâu xa hơn, nó sẽ mở rộng cho chúng ta nhiều hơn. Chứ không phải chỉ mà mình đọc, thí dụ như hồi đó sư đọc cái cuốn mà Đức Phật và Phật Pháp đó, lúc mà mới xuất gia đó, sư đọc lặp đi lặp lại là gần cái chục lần vậy đó. Cứ đọc xong rồi thời gian thì đọc lại, là đọc xong thời gian đọc lại đó. Thì học pháp cũng vậy, trong các bài kinh cũng vậy đó. Mình học mình phải có cái sự siêng năng, mình đọc đi đọc lại nhiều lần. Nghe pháp cũng vậy, mình đừng nói thôi cái pháp này tôi không nói, tôi nghe rồi, rồi mình không nghe nữa thì sao? Thì mình sẽ không nhớ. Cái nghe pháp cũng vậy, cái sự chú tâm nghe pháp để mình nghe lại những cái pháp mà mình đã từng nghe rồi. Nhưng mà đâu phải cái vị pháp sư nào thuyết nó cũng giống vậy. Có khi cái vị này thuyết nó có những cái điều mới mẻ hơn, nó sáng tỏ hơn, thì khi mình nghe lại đó là mình sẽ có được những cái điều mà mình tìm hiểu nó rộng hơn.
nó sâu hơn. Đó, mình nghe những điều mà chưa từng nghe, rồi mình nghe lại những điều mà đã nghe, nhưng mà nó có sâu xa hơn, nó rộng hơn. Đó. Rồi khi mà mình nghe lại như vậy đó, thì mình sẽ nhớ các cái pháp, các cái pháp nó lâu hơn. Đó, cho nên á, cái trí tuệ này nè, mình dung bồi, chứ không ai làm giùm cho mình được cái trong cái công việc này đó. Ha. Rồi trong cái đời sống này đó, thì khi mà chúng ta xuất hiện ở cái nhân loại này đó, là gì? Là do nhân, do duyên từ quá khứ nó đưa đẩy. Chúng ta không có quyền lựa chọn, tại vì bây giờ trong cái kiếp hiện tại này là chúng ta đang hưởng cái quả mà. Giống như cái người nông dân á, bây giờ ông ta xúc cái gạo này, ông ta đã cái lúa này ông ta trồng đã mấy tháng trước rồi, một năm trước rồi, bây giờ sai ra thành gạo. Thành ra bây giờ cái gạo á, ở trong cái lu, gạo nào ăn gạo nấy. Đó, thành ra cái mình đang cái hưởng cái quả này thì mình không có thể lựa chọn được, tại vì mình đã gieo từ trước rồi. Nhưng bây giờ mình có thể mình lựa chọn cái giống lúa khác mình gieo, chứ đâu phải nhất thiết là mình gieo cái giống này hoài, thấy không? Đó, cái giống này á thì cái năng suất nó cao, nhưng mà cái gạo, cái cơm, nấu cơm rồi á, để khô nó cứng, nó không có thơm. Bây giờ mình phải đi tìm những cái giống á, nó dẻo hơn, nó thơm hơn, để mình gieo. Thì á, trong đời sống khi mà chúng ta xuất hiện ở đây là do cái quả mà chúng ta đã gieo nhân từ quá khứ. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta sống theo bản năng hay là chúng ta sống theo trí tuệ là mình lựa chọn. Cho nên quý vị thấy không, có nhiều người cứ theo cái truyền thống của gia đình, không có sự lựa chọn. Mà sinh ra trong cái làng chài thì cha đi câu con đi câu, cha đi chài lưới con cũng đi chài lưới, sinh ra trong cái cha làm nghề thợ hồ thì con cũng theo làm nghề thợ hồ, cha làm thợ mộc con cũng làm nghề thợ mộc. Mình phải có trí tuệ, mình phải lựa chọn chứ, đâu có phải là cứ khư khư như vậy rồi. Cho nên á, nếu mà chúng ta có trí tuệ thì chúng ta phải biết lựa chọn cái con đường đi cho mình, lựa chọn những cái pháp nào phù hợp mà chúng ta thực hành, lựa chọn những cái pháp nào nó đem đến cái lợi ích tốt đẹp ngay trong đời sống hiện tại, rồi đưa đến những cái lợi ích tốt đẹp an vui trong ngày vị lai, mình thực hành, chứ mình không có nên mà nhắm mắt tin cả, rồi mình cứ sống theo cái bản năng, thì như vậy là không có, nó không có lợi ích cho cái đời sống của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta trong đời sống, chúng ta phải dùng trí tuệ. Quý vị biết rằng vô minh, si mê, nó là nguồn cội của tất cả các pháp bất thiện. Thì ngược lại, đối với các thiện pháp thì phải luôn luôn là nó có trí tuệ. Cho nên nói là chúng ta phải thực hành các cái pháp để dung bồi cái trí tuệ, tạo cái phước trí. Rồi quý vị thấy rằng những người nào mà tu theo cái hạnh trí tuệ thì cái con đường đi nó sẽ ngắn hơn. Thì quý vị thấy cái để mà đạt đến cái quả vị mà giải thoát, nó cũng có ba cái pháp thực hành. Một là hạnh trí tuệ, hai là hạnh đức tin, và ba là hạnh tinh tấn. Mà cái vị mà bị Bồ Tát mà thực hành theo cái hạnh trí tuệ thì cái thời gian tạo trữ pháp độ rồi đó, nó ngắn hơn.
À, rồi cái vị mà thực hành cái hạnh đức tình thì nó gấp đôi, gấp đôi cái hạnh trí tuệ. Rồi cái vị mà thực hành cái hạnh tinh tấn á, nó gấp đôi cái vị mà đức tin nữa. À, cho nên á, là nếu mà chúng ta muốn rút ngắn cái con đường sanh tử luân hồi của mình, thì ngay trong đời sống này chúng ta phải nỗ lực lựa chọn, rồi siêng năng học tập, dung bồi trí tuệ, thì chúng ta sẽ đạt đến. Nếu mà chúng ta giải đãi dễ vui, chúng ta sống theo bản năng, thì chúng ta sẽ còn khổ đau trôi lăn trong nhiều kiếp sống, trong sanh tử luân hồi. Cho nên là khi mà chúng ta muốn sống một đời sống an ổn, tốt đẹp, thực hành theo những cái thiện pháp, thì chúng ta phải có cái sự cố gắng nỗ lực, chú tâm lắng nghe, học hỏi, rồi chúng ta phải suy tư, tìm hiểu, rồi chúng ta phải nỗ lực để mà thực hành các cái pháp để dung bồi cái trí tuệ của mình mỗi ngày nó một mạnh mẽ, tốt đẹp hơn. Thì với cái phần thứ tư, tức là thẩm sát, thì cũng xin giải đáp chia sẻ với quý vị một vài cái hiểu biết. Với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể vân ngang, và kính chúc quý phụ nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, và tạo trữ thật nhiều, dung bồi cái trí tuệ của mình mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, để sự thực hành nó được tốt đẹp. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và bây giờ thì xin mời sư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị trong đạo tràng cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài pháp ngày hôm nay ạ. Sa thú, sa thú. Và sau đây con kính mời đạo tràng. Và đạo tràng có những câu hỏi thắc mắc gì bài học hôm nay có thể giơ tay hỏi với sư ạ. Và con kính mời những câu hỏi ạ. Dạ sa thú Nguyên Trang kính gửi mít Trang Mỹ ạ. Ai nhân một thầm mà nhân một sân gai giá, con kính lễ Phật bảo, con kính lễ Ta bảo, con kính lễ Tăng bảo. Dạ con kính lễ quý sư, con kính chào thầy, con kính chào đạo tràng. Dạ xin lỗi đạo tràng, con có câu hỏi hơi dễ cho đạo tràng, nhưng mà thật ra cho Mỹ thì nó hơi khó, tại vì cái chữ thực tánh với thực tướng với sư theo con nghĩ là thực tánh là có phải là nói về cái tánh tình không sư? Như là tánh tham, tánh sân, tánh si và tánh thiện, tánh bất thiện. Còn thực tướng là nói về đến ba tướng là vô thường, khổ đau, vô ngã. Nhưng mà nó có thể nó rộng ra nữa. Cái chữ thực tánh có thể có nghĩa rộng ra hơn, phải không sư? Và thực tướng nó cũng có thể nó rộng ra thêm, phải không sư? Để xin sư giảng dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cái thực tánh là cái gì? Cái tính chất của nó. Ví dụ như bây giờ đất á, đất là nó là cứng, thấy không? Cái bản chất của nó, cái tính chất của nó là cứng. Nhưng mà cái tướng của nó này nó là thô ráp, nhám nhúa, không? Đó, cái thực thực tánh của nó là tính chất là cứng, mà cái tướng của nó là nó cái biểu hiện, nó biểu lộ ra bên ngoài là thô ráp, nhám nhúa, đó. Rồi ví dụ như bây giờ nước
Nước thì mình dễ thấy ha. Nước đó thì sao? Cái thực tánh của nó là gì? Nó có cái tính chất là loang chảy. Nó loang chảy. Rồi gì? Cái tướng của nó là quến tụ, mềm mại, uyển chuyển. Nó quến tụ lại. Đó. Thành ra mình hiểu nó như vậy đó. Cái gì mà nó biểu lộ ra bên ngoài là tướng, còn cái bản chất của nó là tánh. Tại vì mình cũng còn, mặc dù ấy, nhưng mà mình phân tích mình phải dùng cái ngôn từ của chế định để mình nói, để mà mới dễ hiểu. Còn cái này đó, khi nào mà mình thực hành với trí tuệ thì mình sẽ thấy được cái thực tánh của nó. Thí dụ như bây giờ mình dùng cái ngôn từ tục đế để mình nói đất, đúng không? Chứ còn khi mà hai vị hành giả bây giờ mình bỏ qua cái tục đế đi, cái chế định đi, mình cảm nhận cái cứng là cái thực tánh của nó, thì bây giờ ai cũng cảm nhận được cái cứng như nhau. Nhưng mà bây giờ biểu lộ nói lên thì sao? Bây giờ mình phải dùng cái tục đế. Thành ra mỗi người sẽ nói lên cái khác nhau. Nhưng mà khi mà mình cảm nhận cái tính cứng thì nó giống nhau. Rồi nó biểu lộ ra bên ngoài cái tướng thì có nhiều khi nó thô, nó nhám, nó sần sùi thế này thế khác. Đó là cái biểu lộ ra bên ngoài đó, thì thành ra mình phải hiểu được nó như vậy đó. Ví dụ như cái thực tính của đất nó là cứng không, nhưng mà nó là bị sự chi phối của vô thường, đâu phải nó cứ cứng hoài, nó cũng biến chuyển, nhưng mà làm gì làm nó trở thành cái gì đó không biết, nó là đá, là vàng, là sắt, là gì đó không biết, nhưng mà thời gian gian sao rồi nó cũng tan rã, nó cũng trở lại thành đất. Thành ra đó, cái biểu lộ của bên ngoài đó có nhiều khi cái nó theo cái dạng này dạng khác, nhưng mà sao nó cũng trở về cái bản chất của nó. Giống như nước. Nước thì có khi nó ở cái thể lỏng, rồi có lúc nó cũng là ở cái thể hơi, rồi nó thành mưa, nó rớt xuống, hay là hoặc là nó đóng thành băng. Nhưng mà sao? Cái đó là nó không phải là cái thực tánh của nó. Cái nước, rồi á, nó cái gì cái, nhưng mà rồi nó cũng trở về với nước, nó cũng có tính chất nó là loang chảy. Luôn luôn từ trên cao chảy xuống thấp, nó quến tụ các cái vật chất khác, thì mình phân biệt vậy đó. Cái tánh là cái bản chất, còn cái tướng là cái biểu lộ ra bên ngoài, để mình hiểu như vậy, để mình nhận thức cho nó dễ dàng. Và chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy Giá. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ con kính lãnh lễ quý sư, kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy anh Mỹ, kính tri ân sư ạ. Dạ kính cảm ơn anh Mỹ đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ không biết là quý đạo hữu còn thắc mắc không ạ? Có thể giơ tay hỏi trực tiếp với sư ạ. Không biết Huynh Thính Pháp, Huynh Giang, Quan, chị Tìm Mẫn có xích thắc mắc gì không ạ? Xích Hà, dạ Nguyên Trang kính mời ạ. Như có câu hỏi không Nguyên Như? Số bàn tay của anh Mỹ à, Nguyên Trang kính gửi mic lại cho anh.
Nam Mô Bụt Đại, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, kính thưa sư, để mà cho chúng con có được thêm trí tuệ thì chúng con cần phải nhận diện cái thật, cái bản chất thật của tất cả mọi hiện hữu trên đời, như là qua cái những cái câu chuyện của tục đế thì mình có thể bắt ra được những cái pháp thực tướng thực tánh của câu chuyện đó, hoặc là nhìn thấy những cái pháp chân đế của cái câu chuyện đó, thì con rất là dở về cái chuyện đó sư. Vậy xin sư có chi để mà dạy bảo con. Dạ, con kính chân sư ạ. Nam mô Bụt Đại giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Cái câu hỏi này nó rất là chung chung. Rồi sư giải đáp mà không biết đúng cái ý của chú không. Tức là bây giờ á, mình muốn thấy được cái thực tánh đó thì mình phải hiểu biết để nhận thức nha. Tức là sao, hồi đó giờ á, mình bị cái về cái tục đế, cái chế định á, nó ăn ở trong cái tâm của mình rồi. Bây giờ sao, hay là ví dụ như này, giống như là hồi đó giờ mình á, mình đeo cái mắt kiếp rồi mình nhận thức các cái vật chất, các cái đối tượng á, qua cái cặp kính của mình. Mình nhìn, mình đeo cái cặp kính đen, mình nói trời ơi, sao mà cái gì đâu mà cảnh nào cũng tối thui. Nếu mình đeo cái cặp kính màu xanh thì mình thấy cái gì nó cũng xanh lè hết. Thành ra bây giờ mình muốn thấy rõ ràng thì sao, mình phải bỏ cái cặp kính đi, mình mới nhận thức rõ được cái đối tượng đó. Thì cũng vậy, hồi đó giờ mình bị cái vô minh, si mê, cái tục đế nó bao phủ, nó che án, mình không có thấy được. Bây giờ mình muốn sửa đổi là gì? Mình phải sửa đổi cái từ những cái tà kiến. Bây giờ mình phải cải chánh những cái kiến thức sai lầm này, để mình có cái kiến thức chân chánh. Bây giờ mình quăng bỏ cái mắt kiến đi, để mình thấy được rõ ràng hơn cái thực tánh của nó. Chứ mình đừng có nhìn trên cái qua cặp kính rồi mình nhận định nó thì nó không đúng. Rồi mình học, mình tìm hiểu, mình suy tư, rồi sao mình phải sửa đổi những cái thiếu sót sai của mình từ bấy lâu nay, để mà mình cải chánh cái tri kiến mình. Khi mà mình cải chánh rồi đó thì sao, mình mới có cái chánh kiến. Đó, mà hãy có chánh kiến thì mới có được cái chánh tư duy. Thì nó như vậy. Bây giờ á, mục đích của mình này, mình học để mình tìm hiểu, mình sửa đổi những cái mê lầm tà kiến, đổi lại thành gì, thành chánh kiến. Từ chánh kiến này đó, mình sẽ có được cái si tư, chánh tư duy. Nó sẽ đi đến những cái pháp cao hơn. Cho nên là chúng ta phải sửa đổi từ những cái nhận thức, những cái hiểu biết sai lầm của mình từ bấy lâu nay, để trở lại cái chánh kiến, cái hiểu biết một cách trọn vẹn, chân chánh, để thấy đúng là cái thực tánh của đối tượng. Thì xin giải đáp với câu hỏi của chú Mỹ. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Đại giá. Sa thú. Dạ, con kính tri ân lời chỉ dạy của sư ạ. Dạ, con cũng đã thấy anh Mỹ. Sa thú, kính tri ân sư.
Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, không biết đạo tràng còn có những câu hỏi không? Không biết Sis One hôm nay có thắc mắc gì không ạ? Có câu hỏi không ạ? Dạ, Nguyên Trang kính mời. Kính mời toàn thể đạo tràng. Có bàn tay hả? Có bàn tay không? Nguyên Trang không thấy bàn tay. Có ai không ạ? Có hả? Dạ. Trang, dạ con xin sám hối tại con không thấy bàn tay. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sankhaya. Con đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con đảnh lễ quý bà cô tu nữ, đảnh lễ Thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, con có một vài cái thắc mắc. Trước hết con xin tri ân sư bài giảng ngày hôm nay rất là xúc tích, rất là thâm sâu. Ở trong cái phần đầu tiên sư có giảng về cái thẩm như ý túc, sư thẩm này được hiểu là như là thẩm sát hay là đúng là xuyên suốt. Đó đúng là nó là trí tuệ thấy được thực tính của muôn sự muôn vật đó sư. Thì sư có hỏi đặt ra là chẳng hạn như hôm nay tụi con học được cái làm thế nào để cảm nhận là thấy được cái thực tính pháp của mọi hiện tượng đó sư. Chẳng hạn như bây giờ thì con đang đi bộ trong ngoài công viên thì con có thể cảm nhận được là cái sự mình đụng chạm cứng mềm hay lúc ngồi xuống cũng cứng mềm đó. Như vậy thì một người hành giả đó sư, bình thường chưa bao giờ tu tập mà tuệ minh sát hay là thiền minh sát đó sư, thì có thể thấy được thực tính pháp hay không, hay là cần phải trải qua bao nhiêu lũy kiếp tu hành thiền tệ thiền minh sát để mới thấy được cái bản chất đích thực thực tính pháp của muôn sự muôn vật sư. Sư khai mở điểm này cho chúng con dùm một vật của sư xuống biết ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Thì muốn thấy được cái thực tính của nó đó, trời ơi, đâu phải mà cái người không có tu tập, người không có học hỏi mà dễ mà thấy, không? Mình học tìm hiểu mà là mới là cái trí văn thôi, trí văn thôi. Còn mình suy tư về những cái điều mình học, rồi khi nào mà mình thực hành á, thì mình mới thấy được. Thì cái thấy này nó thấy qua cái trực giác, từ ngay lúc đó mình nhận thức liền, mình đạp cái bàn chân mình xuống dưới cái đường hay là hoặc cái nền đất gì đó, mình cảm nhận cái cứng này nè, cái điều này là tự mình cảm nhận. Bởi vậy trong cái tính chất của pháp bảo á, là phải đến để tự mình thấy, không qua thời gian. Ngay giây phút nào mình đặt cái bàn chân xuống, mình cảm nhận được cái tính chất đó liền ngay giây phút đó, không có thông qua cái lý luận, cái gì hết á. Đó, rồi khi mình từ 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 mình ngồi xuống, mình xúc chạm với cái ghế, cái gì đó, mình cảm thấy cái sự cứng đó là tự mình thấy với trí tuệ. Đó chứ phàm nhân họ sống trong cái tà kiến si mê phiền não, làm sao mà thấy được. Thành ra đó, khi nào mà mình thấy được những cái tính chất, cái thực tánh của nó, là mình cũng có cái sự tiến bộ tốt đẹp rồi đó. Đó, rồi mình thấy được cái danh sắc, mình biết được cái cứng này đó, cái cứng nó là tính chất của sắc, nó là vô tri. Nhưng mà biết được cái cứng này nè là cái gì, là danh biết. Đó, mình biết được cái tính thực tánh của nó là cứng, nó là tính chất của đất rồi. Mà biết nó cái đất này nè,
nó là vô tri. À, bản chất của nó luôn luôn thay đổi. Nhưng mà biết được cái cứng này, này là cái gì biết, cái tâm nó biết. À, cái danh nó mới biết được. Thành ra đó mình biết là danh luôn luôn là nó biết cảnh. À, còn á, cảnh nó là vô tri, nó bị tâm biết. À, vậy đó. Thì như vậy á, mình mới thấy giới cái thẩm sát, cái trí tuệ. À, rồi mình nhận thức tất cả các đối tượng như vậy. À, đó, cho nên là chúng ta học để chúng ta nhận thức được những gì à, trong ta và quanh ta. Mà ta ở đây là trong cái ngoặc kép nha. À, tại vì mình phải dùng cái tục đế định để mình nói. Chứ giờ mình không có dùng sử dụng cái tục đế thì không được. Nhưng mình chúng ta hiểu là cái ta ở đây là nó trong cái ngoặc kép chế định thôi. Chứ sự thật ra đó, nhìn vô thực tánh rồi thì không có gì là ta, không có gì ta là gì tôi hết, không có gì là sư pháp thanh, không có gì là thính pháp, không có gì là tu, từ mẫn quanh khoang nguyên trang, không có. À, nó chỉ là danh và sắc, à, đất nước lửa gió vậy thôi. À, rồi do duyên thì nó hợp thành, mà đến một lúc nào đó thì cái duyên nó hết thì nó tan rã. À, vậy thôi. Đó, để mình hiểu biết được cái thực tánh của nó là như vậy. À, chứ còn những cái người phàm nhân á, họ không có học, không có sự suy tư, không có thực hành thì họ không thể nào mà thấy được. À, xin giải đáp cái thắc mắc của thính pháp và chúc chú nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú. Dạ, con thấy huynh thính pháp đã kính tri ân sư ạ. À. À, dạ, sau đây Nguyên Trang kính mời bàn tay của chị Từ Mẫn ạ. À. Dạ, con xin kính chúc ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Con Từ Mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con kính đảnh lễ sư pháp thanh, sư thanh tâm, sư minh thông, thầy kinh, cùng quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con có cái câu hỏi này, mà nhưng theo con nghĩ là câu hỏi của con cũng không có đầy đủ hết cái ý của bạch sư. À, nếu mà bạch sư thấy con có thiếu sót gì, bạch sư giảng giải dùm cho chúng con. Cũng như là theo con nghĩ á, sư dạy về cho chúng con là 37 phẩm trợ đạo thuộc về hành tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp. Thì bạch sư, tụi con, thí dụ con nói con đi, thì mình làm những gì mình biết. Mình biết những gì ác, những gì thiện, mình biết những gì mình đã làm và mình đang làm. Bạch sư, thí dụ như mà khi mà con bị nhiễm bệnh, một cái căn bệnh mà khó trị, cũng như là cái căn bệnh mà nan y, mà con bị giải phẫu, mổ xẻ, hoặc là chemo, hoặc là này kia kia nọ hết, cái căn bệnh là phải đi theo với con. Thì trong cái lúc con tỉnh thì con chánh niệm, con biết những cái gì nó đau, nó đớn, thì con nhìn nó, con biết đó là cái đau của con. Hoặc khi là con bị vô thuốc, hoặc là con bị những cái mà sốc thuốc, hoặc là cái thuốc nó hành đó bạch sư, thì cái đau của con, nếu con chánh niệm, con sẽ cố gắng con nhìn cái đau của con. Mà nếu mà khi nó đau quá để nó dậy chết, cái cận tử nghiệp đến với con mà nó đau quá, thì cái đau đó cái con rớt vô cái sân rồi bạch sư. Đó là cái con, tại vì con đau quá thì tất nhiên là con sân. Con sân là con nó rớt rồi. Nhưng mà bạch sư, cái đó là cái con thắc mắc, là một cái điểm. Như vậy bạch sư có hiểu biết như thế nào của sư thầy? Xin bạch sư giảng dạy cho con phải học được cái pháp nào để con cái giờ đó
là cái câu hỏi thứ nhất. Thế nào thì con cũng phải đau đớn để con ra đi. Trong cái giờ cuối cùng là con bỏ đó, con đi. Bỏ cái đau đó để con đi. Nhưng mà cái đau quá là con rớt vào cái sân. Là cái câu thứ nhất. Còn cái câu thứ hai, như Bạch Sư nói là thì như tụi con ở bên đây đi, tụi con ở bên đây bên Mỹ, khi mà tụi con có cái là tụi con có nghĩa là phải không đủ phước không Bạch Sư? Là tại vì khi mà tụi con rất có nhiều cái sự ra đi bất ngờ, cũng như cháy rừng hoặc là biển sóng, cũng như là bão tố này kia nọ, hoặc là những cái đủ thứ hết, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tại vì sư thầy dạy chúng con là ta đi theo nghiệp của ta. Thì nếu mà như khi mà tụi con có đi rồi đó, thì trước khi tụi con đi hàng ngày nè, tụi con chưa đi, chút nữa con đi, hoặc là chút xíu là con đi, thì trong cái lúc mà con hàng ngày của tụi con á, niệm, đọc kinh, tất cả những cái gì tụi con niệm, mà đến khi mà tụi con chút nữa là tụi con đã đi rồi, thì Bạch Sư, tụi con đâu có được cái hồng phước mà chư tăng hộ niệm, hoặc là con mời thầy, đâu có ai mời cho tụi con đâu, tụi con tan hết rồi. Đó là cái câu hỏi. Có phải đó là tụi con thiếu phước không Bạch Sư? Cái parami của tụi con không có đủ để cũng như tan xác hết rồi. Có đó là thuộc về cộng nghiệp, nhưng tụi con đi một cái cách đau đớn hoặc là không có trọn vẹn đó Bạch Sư. Tại vì ở Mỹ này thì không đâu có biết được, nó rìa một cái là cũng tiêu luôn. Cho nên bữa nay con mạo muội con lên, con hỏi sư, nếu mà sư chỉ dạy cho chúng con có cái pháp nào mà để cái cuối cùng, cái giờ cận tử của tụi con biết cách như thế nào, rằng tụi con học hỏi thêm. Dạ con xin xuống mít, và con cảm ơn quý sư và quý đạo tràng đã lắng nghe. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì nói chung á là cái trong đời sống này chúng ta đang học, đang thực hành, mục đích để làm gì? Tất cả để cho cái giây phút đó mình nỗ lực, mình học, mình hành á, là để cái giây phút giả từ cái gác trọ này ai rồi cũng phải ra đi. Nhưng mà ra đi trong cái trạng thái, cái tâm nó như thế nào? Ai cũng bước lên xe, nhưng mà bước lên xe với cái tâm hoan hỷ, hay là bước lên xe với cái tâm bực bội, hay là bước lên xe mà còn ngó ngoái lợi luyến tiếc những cái người mà đưa tiễn mình đi đó. Thành ra mình biết cái này có đôi lúc mình đâu có quyết định được đâu, mình ráng mình nỗ lực mình học. Nhưng mà cô nhớ rằng các pháp là vô ngã, mình nỗ lực mình học là cái bổn phận của mình, còn cái duyên nghiệp mình đến cái khúc mà cận tử nghiệp là cái chuyện đó là do cái nhân duyên, cái nghiệp lực, mình không can thiệp gì đâu. Thật sự ra nói mà đến cái giây phút đó mà trợ niệm, có biết trợ mà có lúc á thì nó cũng được, mà có lúc nó đâu có được, thấy không? Gặp mà những cái người mà làm mà đồ tể, hằng ngày làm những cái điều bất thiện, những cái ác nghiệp nó quá nhiều, thì do bây giờ có các vị thánh tăng đến tụng trợ niệm cũng không có được nữa. Còn mình tạo những cái nghiệp lành, những cái phước thiện nó nhiều, thì chính cái phước này nó trợ mình á. Đó, có cái vị tỳ kheo vì liếm ái cái bộ y mà hàng ngày vị này cũng tu tập tinh tấn dữ lắm đó, nhưng mà khi mà ra đi đó với cái tâm mà liếm ái bộ y
cho nên tái sanh là súc sanh tạm rẹp mà nằm trong cái bộ y đó. Nhưng mà do cái phước thành ra cái ác nghiệp này nó không có lâu, có 7 ngày thôi. 7 ngày thì con rẹp này nó chết, thì bắt đầu á lúc đó đi tái sanh đến cái cảnh giới khác. Đó mình á, cái việc mà mình học, mình ráng, mình nỗ lực, mình hành là một chuyện, chứ mình không có thể mình nghĩ mà mình nhờ cái học này mình sẽ chắc chắn là cái này không được. Tại vì không ai điều khiển được, không ai điều khiển được pháp hết, chỉ ngoại trừ ra những người mà đạt đến những cái tầng thiền hoặc là đạt đến thánh đạo thánh quả thì mới chắc ăn. Còn phàm nhân mình học, mình ráng, mình nỗ lực, mình tu, nhưng mà mình chưa chứng các tầng thiền, mình chưa chứng đắc đạo quả, thì cái nguy cơ nó trôi lăn theo cái định lực nghiệp báo nó rất là nhiều. Nhưng mà sao? Mình nhờ cái phước mình nó sẽ hỗ trợ. Có rủi ro lắm mà rớt vô khổ cảnh thì cái thời gian nó cũng không lâu. Hoặc là cùng lắm là tái sanh làm súc sanh. Làm súc sanh nhưng mà sanh ra con chó mà ở bên Mỹ, sướng gần chết chứ. Đừng có tái sanh qua làm con chó ở bên Ấn Độ, bên Miến Điện, bên Việt Nam ta coi sư là chết luôn á. Đó, thành ra đó, cái việc mà thực hành là mình thực hành, mình ráng, mình nỗ lực, chứ còn mình không có điều khiển được cái nghiệp lực của mình đâu. Nhưng mà mình cố gắng, mình tạo trữ nhiều những cái phước báo, nhiều cái công đức thì mình sẽ được cái phước nó che án bớt, nó giảm thiểu được cái sự khổ đau. Quý vị thấy rằng á, không ai, không riêng gì ở bên Mỹ đâu, mà ở đâu cũng vậy. Còn ở trong cái tam giới này là còn khổ. Nè, ở Việt Nam hàng ngày trời đất ơi, nó chạy xe thôi, mình á, mình sợ rồi mình đi trên lề đó, mà nó lái thì sao không biết, mà nó cũng leo lên lề, nó tông người ta. Người ta nằm ở trong nhà đó, mà nó chạy xe xong mà nó không điều khiển được, nó lủi vô sập nhà chết luôn, thấy không? Thành ra cái nghiệp của mình không có biết được. Mình không nói là mình ở trong nhà là chắc ăn đó, ở trong nhà mà nó chạy xe làm sao mà nó gãy mấy cái con tắc kê, mấy cái con bù lon, cái bánh xe mà nó chạy vô cái bà đó, bà đang đứng bà bán đồ ở trong cái tiệm của bà ở trong nhà, mà cái bánh xe tải nó gãy, nó chạy vô nó tông bể tủ kính, tông bả dằn té bị thương luôn. Thành ra mình không có biết được cái chết nó là vượt bất kỳ không ai nói ở cái đất nước tiến bộ hay là cái đất nước mà không có tiến bộ hay không có tránh khỏi, thấy không? Bây giờ á, mặc dù ông bác sĩ đó ảo bị đó, làm sao không ai cứu được hết. Rồi sao khi mà chết trong cái trạng thái đó, nó quá nhanh thì nó chỉ đi theo cái nghiệp lực thôi, chứ còn không biết, không ai can thiệp được, mà không có ai trợ niệm gì được hết đó. Cho nên á, cái điều mà chúng ta cố gắng nỗ lực học để mà gì, để may mắn có cái phước nó hỗ trợ mình ra đi trong cái thanh thản an bình, thì cái điều đó là quý báu. Còn nếu không, lỡ mà mình có rơi vô những cái hoàn cảnh nó khốn khó thì nó cũng lâu. Giống như nguyên một cái hồ nước mà bây giờ nó rớt vô một chút muối thì nó đâu có mặn, thấy không? Đó, thì khi mà mình tạo cái phước nó nhiều rồi đó, thì mình đi đến bất cứ cảnh giới nào cái phước nó cũng hỗ trợ hoàn toàn. Sửa đổi thì nó không sửa đổi được, nhưng mà ít ra nó cũng che án, nó cũng giảm thiểu được những cái nỗi khổ đau. Nếu mà có phước nhiều, lỡ mà tái sanh
cũng có những cái phước báo nó hỗ trợ thì cũng giảm thiểu được chút nào á. Đó, thành ra cái điều này á nó rất là khó nói. Mình đã hiểu rồi. Thành ra đó, như ngài Hòa thượng Siêu Minh ngài nói, cái vấn đề mà hành á là cái bổn phận của mình. Còn đạt được cái gì, những cái gì nó xảy ra là do duyên nghiệp. Giống như sư nói đó, bây giờ á mình chỉ chọn những cái giống lúa mới, những cái giống gạo dẻo, gạo thơm mình gieo để mai mốt mình có mình ăn. Chứ còn bây giờ á mà mình chưa chắc cái giống lúa đó mình gieo mà nó đúng y 100% nữa. Tại sao? Tại vì nó còn phụ thuộc nhiều cái vấn đề. Cái giống thì mình lựa tốt rồi đó, nhưng mà mình gieo vô cũng á, cái điều kiện thổ nhưỡng nó có tốt không, mùa màng nó có thuận lợi không, hay nó có bị sâu bọ gì phá hại không nữa. Chứ đâu phải à, cái mình chọn cái giống mà chắc chắn là nó trổ ra y 100% như vậy, thấy không? Thành ra đó khó mà điều khiển được. Bởi vì Đức Phật mới nói là các pháp là vô ngã. Ngay trong chính bản thân mình cũng không điều khiển được cái gì, mà đối với tất cả các cái pháp mình cũng không có làm sao mình điều khiển được. Thành ra đó, mình cứ cố gắng bổn phận của mình, nỗ lực thực hành, rồi mình chấp nhận đối với các cái hoàn cảnh xảy ra, và mình cố gắng nếu mà mình giữ được, mình ra đi giả từ cái thế gian này mà với cái tâm mà định tĩnh sáng suốt tốt đẹp, để mình tạo nhân tạo duyên là tục sanh đầy đủ là người tam nhân, thì cái điều đó là rất quý. Nhưng mà mình đâu biết được đâu nhân duyên mình nó có đầy đủ chưa, nó còn thiếu điều kiện gì, thì có gì thì mai mốt những cái kiếp tương lai mình tiếp tục mình bổ túc tiếp, mình tu tiếp tục, mình tu tiếp nữa. Chứ giờ mình đâu có khẳng định, đâu có nói gì được. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Từ Mẫn, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Thôi bây giờ lớn tuổi rồi, bệnh hoạn thì cái chuyện đó là nó là đương nhiên. Mình ráng mình tu tập được chút nào hay chút nấy để có bòn được chút phước đem theo. Chúc cô nhiều sức khỏe an vui ha, vượt qua bệnh tật để nỗ lực tu tập. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, cho phép con trả lời câu hỏi của cô Từ Mẫn, bởi vì có nhiều điều mà con đọc và con thấy rất hay. Kính thưa đạo tràng, tất cả mọi người chúng ta đây mà không còn biết chúng ta tu 1 năm hay 5 năm, 10 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm chưa hề ngồi thiền thì coi như chúng ta không có tu gì cả. Tại sao? Nếu mà chúng ta không có ngồi thiền á thì chúng ta cái thân ở đây nhưng mà có cái tâm của chúng ta ở chỗ khác, là tại vì chúng ta không biết những điều gì đã xảy ra trong tâm của chúng ta. Là bởi vì khi mà chúng ta ngồi thiền thì cái chúng ta tập trung cái định lực của chúng ta. Trong giáo pháp của Đức Phật có hai loại thiền, một thứ nhất là thiền chỉ hay thiền định mà chúng ta đi gọi là samatha, còn cái phần thứ hai là vipassana, là thiền tuệ hay thiền quán. Nhờ cho ta tập trung về cái thiền chỉ hay thiền định đó, là chúng ta chú ý cái tâm của chúng ta vào cái hơi thở vào thở ra của chúng ta. Khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra. Thì do cái nạp, cái nỗ lực, cái concentration của chúng ta vào cái tâm của chúng ta như vậy đó, đến một thời gian thì cái định lực của chúng ta mới là có, thì để đạt được cái gọi là samadhi, tức là thiền định hay thiền chỉ. Và cái điều này nói như vậy không phải là dễ, có phải là 1 năm, 2 năm chúng ta mới đạt trường hợp đó. Nếu mà chúng ta ngồi thiền á, mà ngồi chờ dạ phần chừng nửa tiếng, 1 tiếng thì không ăn chung gì. Là bởi vì lúc đó chưa có định tâm. Không phải, nhưng mà cái định tâm của chúng ta là cái tâm của tâm chúng ta luôn luôn đi theo cái hơi thở vào, hơi thở ra. Thí dụ chúng ta khi hít vào, chúng ta nghĩ rằng cái tâm của chúng ta ở ngay cái lỗ mũi nè. Mình hít vào, mình nghĩ rằng mình đang đi vào cái phổi của mình.
Rồi khi mà thở ra mình nghĩ rằng mình từ phổi mình ra trở ra đó. Mà cái điều đó chúng ta phải thường xuyên làm như vậy, chú tâm vào, tập trung vào, cho nên tiếng Tây gọi là concentration. Thì có cái concentration đó mới có cái lực. Và ký cái lực đó mà chúng ta làm hoài thì con người ta luôn luôn mình sống trong cái tâm của mình. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy một người sống 100 năm mà không thấy cái pháp sanh diệt lên trong tâm của mình thì không bằng một người chỉ sống một ngày thôi mà họ thấy cái pháp sanh diệt lên của họ. Cái câu này đó mà nếu mình nói ra bên mà chửi mình, nói mình nói bậy. Nhưng mà sự thật là một người sống 100 năm mà không thấy cái pháp sanh diệt đó là không thấy cái pháp trong tâm của họ là pháp thiện hay pháp ác. Mà cái pháp ác nó cứ lên là nghĩ đến là giết người, nghĩ đến là dâm dục, nghĩ đến là tham lam thì cái này nữa. Mà cái pháp nó không có bị hóa giải thì khi mà thân hoại mạng chung mà trong tâm chúng ta đầy cái ác bất thiện pháp là đi vào địa ngục một cách là nhanh chóng. Còn ngược lại một người mà chỉ sống có một ngày thôi mà người đó thấy cái pháp sanh diệt thì khi mà họ thấy cái pháp mà ác bất thiện pháp, thí dụ như dâm dục hay là cướp của giết người hay nói láo vậy đó, thì người ta thấy cái pháp ác bất thiện pháp rồi thì người thấy là này, biết rằng đây là ác bất thiện pháp. Mà nếu mình để cái ác bất thiện pháp này trong tâm của mình mà mình thân hoại mạng chung là mình vào địa ngục. Và khi nghĩ đến đó thì cái ác bất thiện pháp nó biến mất. Là bởi vì làm sao mà mình để cái trong tâm của mình mà mình để đó. Vì vậy cho nên cái người mà luôn luôn có cái chánh niệm tỉnh giác, một tiếng Anh gọi là mindfulness đó, là người đã biết những điều gì đang xảy ra trong tâm mình. Bởi vì vậy cho nên là mình sẽ điều phục cái điều đó. Kính thưa chư vị, đó là một điều mà người ta phải theo dõi. Còn con đã đọc khi mà ngày Mục Kiền Liên đó, Môn Ca La Ná đi lên cung trời Đâu Xuất hay là Tam Thập Tiên Thiên, thì ngài thấy nhiều cô tiên nữ đẹp như mơ, xinh như mộng, mà lâu đài của cô ta là rất là hoành tráng. Mà cô ta là hỏi là: thưa cô tiên nữ, cô cho tôi biết là ở trần gian cô làm những hạnh nguyện gì mà cô được là đẹp đẽ xinh xắn và quái phu như vậy nè. Các cô đã không dám trả lời, bởi vì cổ có làm gì đâu. Có cô chỉ cổ nói là cổ chỉ nhẫn nhục thôi. Ông chủ họ và đánh đập cổ, họ còn không có nhẫn nhục chịu đựng thôi. Mà cổ đựng vậy không có chưa hề bố thí, không có chưa hề mà giữ năm tâm quy của giới. Còn cô khác thì cô khác cổ chỉ giữ lời chân thật, không nói láo. Chỉ có giữ lời chân thật, không có nói láo không, mà cổ đã sanh thiên. Rồi cổ ở đó là rất là nhiều năm, mà chỉ có giữ một điều là nói chân thật thôi. Còn có một người thì chỉ có bố thí dân cho một vị tỳ kheo con cây mía không, chỉ có bấy nhiêu đó thôi đó. Rồi mà đã được làm như vậy. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, tất cả những điều mà nếu mà chúng ta có đọc kinh đó, thì chúng ta sẽ thấy lời giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng rõ cho chúng ta. Thấy tất cả những điều đó rồi, Đức Ngài Môn Ca La Ná xuống hỏi với Thế Tôn: thưa Thế Tôn, có thể một người chỉ tặng một cái dây mía cho một vị tỳ kheo không mà được sanh thiên mà ở đó mãi mãi ở trên. Có một người chỉ cái nhẫn nhục thôi, chịu đựng thôi. Và có cái người khác thì chỉ có nói sự thật không mà được vậy không? Cái Thế Tôn nói là: này Môn Ca La Ná, mấy cô tiên nữ đó không nói cho cô, cho ông nghe rồi hay sao mà ông còn hỏi Như Lai? Thì cái điều này đó cho chúng ta thấy rằng những lời mà Đức Phật nói ra và Ngài Môn Ca La Ná đó là chuyện thật. Thành ra nếu mà chúng ta không đọc kinh, không đọc sách, không thấy những cái vi diệu của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thành ra chúng ta không biết làm thế nào làm. Còn ngược lại, nếu chúng ta thấy điều đó thì từ mẫn à, con chỉ có dịp là giữ lần chân thật, không nói láo, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, chỉ điều đó không thì con đã sanh thiên rồi. Còn nếu chi là con còn phải bố thí, còn hành thiền này nữa đó. Cho nên nếu mà chúng ta học pháp mà Đức Phật giảng là chư ác mạt tác, những điều ác đừng làm, chúng thiện là tất cả điều thiện, phụng hành thì theo đó mà làm, và tự tịnh kỳ ý, tức là purify, tức là thanh lọc cái tâm của chúng ta, thì đó là những con đường mà Đức Phật giảng dạy. Cho nên nếu mà chúng ta đã học pháp, hiểu pháp, thành ra những điều học thì quá ư là dễ. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy bằng tiếng Pali đó
là một cái ngôn ngữ bình dân ở nước Ma Kiệt Đà, là ngôn ngữ mà ai đọc cũng hiểu, cũng như là Nguyên Thông đọc ra nói ra gì là chỉ là thuật lại những lời Đức Phật nói ra bằng tiếng Bali mà bây giờ dịch ra tiếng Việt Nam rồi, thầy đã không cần phải giảng, đọc nó dễ là hiểu riêng đó. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta hiểu, chúng ta làm vậy thì Nguyên Thông nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được và kiên nhẫn kiên trì. Sư Giác Đẳng đã giảng dạy cho Nguyên Thông nói rằng một ngày mà nếu ngồi thiền dưới 7 tuần lễ là không ăn chung gì cả, là phải 7 tuần lễ, 7 giờ trở lên, một ngày tối lên 7 giờ trở lên thì mới có thể mà có kết quả. Dạ con xin cảm ơn quý vị đã lắng tai nghe, con xin trao mai lại cho đạo tràng và chân thành quý vị đã lắng tai nghe. Xin mời quý vị. Nam mô Bụt Thầy giá, sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân những lời giảng dạy của sư Nguyên Thông ạ. Dạ rất là nghe rất là hoan hỷ và dạ thấy thời gian cũng vừa phải lẽ. Dạ sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã đến với đạo tràng và giảng dạy và chia sẻ những câu hỏi, giảng dạy những câu hỏi cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ sau đây con kính mời sư Nguyên Thông chúc phúc qua cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Dạ con kính thỉnh bàn tay của sư ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nupavena sada suti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nupavena sada suti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nupavena sada suti Phà văn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu sa sanang akasattha Chapumattha Devanaga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan turathake Akasattha Chapumattha Devanaga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan tunyatayo Akasattha Chapumattha Devanaga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan tupanino Akasattha Chapumattha Devanaga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan tuno sada. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngụ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh,
nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng và tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. Và con cũng cảm ơn quý cô chú đạo hữu. Mời quý cô chú trở lại room vào ngày mai vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, có nghĩa là 8 giờ sáng ở Việt Nam. Và ngày mai sẽ là ngày thứ tư và vào giờ học của room. Nguyên Như sẽ chia sẻ vào ngày mai ạ. Và con kính mời đạo tràng trở lại và tham gia ngày mai ạ. Và con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, 6 thời đều an lành ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin xuống mít ạ. Kính tạm biệt đạo tràng.